Hello mọi người, tôi là Vân. Sau đây tôi sẽ làm một cái phép thuật biến cái thức thủy bình thường này trở thành cái thức thủy điện tử. Yes. Nói chung cũng không có gì đặc biệt lắm, mua cái này về gắn vô là xong. Thì đây là một cái thước điện tử rất là đặc biệt của hãng DigiPath, gọi là Adjustable Clip-On. Thì cái thước này là hàng cao cấp, mã của nó là DW130, hàng của hãng DigiPath Singapore. Thì bây giờ mình có một cái thước thủy của hãng Akita. Cái thước này dài 600mm và hàng gia công tại Nhật Bản. Nó cũng có phần tự tính phía sau để chúng ta có thể gắn lên kim loại chúng ta sử dụng. Hai cái thủy, bốn cái thủy, ba cái thủy, hai bên. Ở đây chúng ta có một cái thủy ngang, một cái hai cái thủy theo chiều thẳng đứng. Hai cái này giống nhau, song song. Cái thủy này có thể đo hai chiều, đo thẳng như thế này và đo theo chiều này cũng được. Thì sai số để đo theo chiều này là 0.5mm trên 1m và cái sai số khi đo chiều này là 0.75mm trên 1m. Thì đó là sai số. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái thước thủy thì tất cả mọi thứ chúng ta sẽ dựa vào cái phần thủy bên trong để chúng ta đón xem cái thủy mình cái có cân bằng hay không. Thì cái ưu điểm của cái này là gì? Là nó rất là chính xác, tại vì nó sẽ hoạt động dựa trên cái trọng lực nên là nó gần như là chính xác. Tuyệt đối nếu mà con mắt chúng ta có thể nhìn được chính xác. Nhưng mà vấn đề là con mắt của mình thì nhìn không phải lúc nào cũng chính xác được. Không phải lúc nào mình nhìn là hai bên nó cân bằng với nhau. Thì như vậy nên là mình mới có thêm cái công cụ này. Đó là cái này, là cái thước điện tử. Thước điện tử thì chúng ta không cần phải nhìn cái thủy vì nó bao nhiêu nó sẽ hiện bấy nhiêu ở trên cái bề mặt đồng hồ rồi. Nó khá là đơn giản. Cái con này nó sử dụng cục pin điện tử. Đây, cục pin nằm bên trong. Thì mã cục pin của nó là CR2032. Thì bây giờ mình sẽ xài luôn. Mình sẽ mở cái này ra, nhét cục pin. Ở đây có hai, nó sử dụng tới hai cục pin lận ha. Hai cục pin lận. Rồi, vô rồi thì mình sẽ khóa lại, cài lại. Rồi, tiếp theo là mình sẽ khởi động thử coi nó có lên đi pin không. Ok, lên rồi ha. Thì chúng ta thấy nó bắt đầu lên độ nè. Thì mình nghiêng qua đây thì nó sẽ hiện lên. Ở đây nó sẽ có những cái nút là mình set zero. Thì từ cái chỗ đó thì mình sẽ là không độ nha. Thì mình nghiêng đây nè, thì nó về không. Thì mọi người thấy khi mình chuyển về đây nó là 14.75 à. Thế nên khi mình nghiêng qua bên đây mình set nó là 0 độ. Thì bắt đầu từ đây nó sẽ tính bằng 0 độ. Mà khi mình nghiêng qua đâu thì nó sẽ, từ đó thì nó sẽ xem cái tiếp theo nó là cái độ đo. Còn cái điểm mình set là cái chuẩn. Tại vì nó là điện tử là nó nhớ chỗ đó là ok. Chứ nó không phải theo cái này là nó khác. Ở đây nó có chế độ hiệu chỉnh. Thì ở đây có nút calibration và mod nè. Thì cái này thì chúng ta xem ở trong cái phần miêu tả này nó sẽ có cái phần hướng dẫn. Thì ở đây mình chỉ cho mọi người xem là cái cách để mình sử dụng cái này thôi. Thì chẳng hạn như cái thước thủy của mình thì mình muốn gắn cái này vô để mình biến cái thước này thành cái thước thủy. Thì nó có nấc ở bên này, mình bóp lại, mình gài lại là xong. Thì mình đã biến một cái thước thủy bình thường trở thành một cái thước điện tử. Bật lên. Bây giờ mình set nè. Ví dụ như ở đây mình sẽ set cái bàn này là chuẩn 0 độ. Thì mình sẽ nhấn nút cái nút này. Cái nút ATLZ0. Thì nó sẽ là 0 độ. Và từ đây khi mà mình chuyển nó sang những cái góc khác thì nó sẽ lấy cái mặt phẳng này là 0. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách hiệu chỉnh cái thước này. Để về hiệu chỉnh cái thước này thì nó giống như chúng ta hiệu chỉnh tất cả những cái thước của DigiPath. Thì mình đã hướng dẫn trên một cái review khác là mình sử dụng cái thước thủy điện tử DW200. DW là 200. Thì cái cây này cũng y chang. Mục đích cái việc hiệu chỉnh là để chúng ta xác định cái mặt phẳng chuẩn khi mà chúng ta đo. Đó là mặt phẳng chuẩn nhất mà chúng ta muốn. Và chúng ta sẽ so sánh mọi kết quả đo trên cái mặt phẳng chuẩn đó. Thì để chúng ta hiệu chỉnh thì lưu ý mọi người, nếu mình đo không trên, tiếng là mình đo này không gắn như cái thước này,
thì mình khi mình hiệu chỉnh nó mình cũng phải lấy ra như vậy. Còn nếu mình đo kèm với cái thước này thì mình hiệu chỉnh nó thì mình cũng phải hệ chỉnh chân kèm theo cái thước này à, tại vì nó sẽ giống một khối. Còn bây giờ mình hiệu chỉnh bên ngoài xong mình gắn vô đây thì nó sẽ kết quả nó sẽ khác rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho chúng ta cách chúng ta hiệu chỉnh. Đầu tiên là chúng ta mở nút on off, tìm một cái cây tâm hoặc cái gì nhỏ nhỏ đó sọt dưới nút. Cái lỗ này nó có cái nút gọi là CAL. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái thước của mình lên một cái mặt phẳng. Lưu ý là chúng ta phải gạch hai đầu cây thước trước để chúng ta làm dấu. Đây là mod 1 nè. Và chúng ta đo, nó sẽ đếm từ 9 chạy ngược. Sau đó chúng ta sẽ xoay cái thước lại cũng ngay cái vị trí bên đây ha, vị trí ngược lại. Rồi nó cũng sẽ, chúng ta nhấn nút mod một lần nữa, nó sẽ đếm từ 1, từ 9 tới 1 là nó kêu tiếp. Đó là chúng ta đã hiệu chỉnh theo chiều ngang. Bây giờ chúng ta hiệu chỉnh theo chiều dọc. Chúng ta sẽ dựng cây thước lên, cũng tìm một cái mặt phẳng thật chuẩn. Rồi chúng ta đưa cây thước này vô, nó cũng đã đếm từ 9 tới 1. Và sau đó chúng ta lại xoay cây thước lại một lần nữa, xoay lại cũng ngay vị trí đó. Và khi nó đo xong thì nó sẽ hiệu chỉnh xong thì nó sẽ hiện kết quả trên đây. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu từ cái kết quả hiệu chỉnh đó, chúng ta sẽ đo. Chẳng hạn như chúng ta sẽ đo mặt phẳng này. Ở đây nó hiện lên là 1.60 độ ha, 1.60 độ. Nó sẽ nhảy chạy lên chạy xuống, lý do là nó rất là nhạy, nên mình nói chuyện như thế này nó cũng ảnh hưởng đến kết quả nữa. Và kết quả của lần đo này là 1.55. 1.55 cộng trừ 5, tức nghĩa là nó có thể là 1.55 hoặc là 1.60 độ. Sai số nó là 0.05 độ. Thì cái thước hỉ này mọi người thấy là sai số nó 0.05mm trên 1m. Và cái cây thước điện tử này thì nó cũng có một cái sai số đó. Và khi chúng ta không sử dụng nữa chúng ta mở ra. Và khi chúng ta sử dụng tiếp, nếu chúng ta chỉ sử dụng riêng nó thì chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh nó lần nữa để chúng ta sử dụng nha, chứ không phải là chúng ta cứ để chúng ta xài tiếp. Tại vì cái kết quả lúc nãy mình hiệu chỉnh là dựa trên cái cây thước này. Thì đây là một cái cây thước điện tử mà mình nghĩ là sẽ rất là cần thiết cho những ai muốn biến cây thước hỉ bình thường của mình trở thành một cái thước điện tử để chúng ta thể sử dụng. Thước điện tử thì dùng thì nó sẽ dễ dùng hơn, cách là nó hiển thị lên số, mình dễ nhìn ha. Đó, nó chỉ vậy thôi. Cái này nó không chỉnh kẹp được mà nó có thể dán được nữa, dán được luôn. Ở bên trong này nó có băng keo hai mặt, thì nếu chúng ta muốn dán thì chúng ta gỡ cái này ra rồi chúng ta sẽ dán lên thôi. Đó, cũng khá là đơn giản. Thì cái này vừa dán vừa kẹp ha, còn có loại vừa dán vừa kẹp vừa hít nữa, cũng của hãng này luôn. Mã nó là DW130. Mình tìm trên mạng rồi thì cái này thì cũng có nhiều người review nè. Còn một số hãng, cái mã khác của hãng này thì không có người review, cũng không có người hướng dẫn ta sử dụng. Ok, nếu mọi người muốn mua cái thước này thì đến cửa hàng địa chỉ 257 Sân 5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bị từ 9 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày thứ 2 đến thứ 7. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu có thể đăng ký subscribe kênh YouTube hoặc like trên fanpage để mua hàng. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.